không có cá rồi các bạn. Cái này con cá, cá trào nhỏ xíu à. Con chỗ có lú luôn, chỗ có lú. Cá nhỏ xíu các bạn. Cá nhỏ xíu à. Đó các bạn. Con cá chết ép rồi. Con cá chết xíu. Thôi đừng có lên, đừng có lên đâu. Lên cho mình lên nè. Ta lại thăm cái cầu tao đó dùng cái lưu. Không có cá rồi các bạn ơi. Hôm nay không có cá, nước nhỏ quá. Cá mồi chạy này mà còn hết mồi nữa rồi các bạn. Lo bên đây biết con gì bên đây nè. Chắc xảy rồi quá. Còn cá gì á. Nó lâu bên đây nè. Con gì xảy luôn hay gì rồi. Còn con cá, còn cá còn rồi. Xem chết nó chết các bạn, mới chết luôn. Nên là đi sớm á, các bạn thấy mình kiếm tính kiếm không được cái con này mình bỏ luôn. Bỏ thì sáng là cái này nó bị sình. Thằng câu dính vô quá cái gì đây bởi nó đâu có ấy được. Được bạn. Tôi còn sống không? Chết queo rồi. Nó chết queo rồi các bạn. Chết queo rồi. Thì rồi. Để rồi thôi các bạn, để mình bóc mồi cái con khác, thay con cá khác. Cá này dễ mặn luôn được rồi. Nó còn sống các bạn. Nhưng mà nó còn sống đó.
Cá rô này hơi bự. Rồi thôi mình về các bạn, lô 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 về luôn ơi. Về luôn. Xuống xuồng nè. Lô 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 lô. Rồi thôi mình về các bạn. Xuống xuồng về, đi đi xuống. Xuống. Xuống xuồng. Đi xuống xuống xuống. Đó. Lên 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 đi xuống 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 về. Xuống về. Đi. Xuống về, xuống về, đi xuống luôn 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 luôn, thôi mình về các bạn. Thì chỉ được có hai con cá, một con cá lớn, một con cá nhỏ. Đang cá, ăn cá, ăn cá, ăn cá bạn. Đó, đó. À, thấy không? Đó. Thấy cá không? Cá này không lớn dữ các bạn. Rồi thôi các bạn ơi, hết rồi. Hết câu rồi. Giờ để lại đằng kia mình bơi xuồng lên kia cái mình đi về. Đó, thì được ba con cá lóc. Được ba con cá này các bạn. Rồi giờ sẽ để ở đây. Sẽ bỏ vô cái khạp luôn á. Còn cá này cá mồi nha các bạn, để đây đi. Rồi thôi, cảm ơn các bạn nha. Đi vô. Giờ gần sáng rồi các bạn. Giờ con cá, con cá, 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 cá lớn, cá lớn các bạn. Rồi cá này cá bự á. Cá này cá bự các bạn. Cá này cá bự, cá bự, cá bự. Cá bự luôn ơi.
để lấy cái rổ mình vớt lên mới được. Không biết là nó chạy không bự dữ, cá dừa chứ không bự dữ. Các bạn cái nương nương nó không mình nó nhảy, nhảy sảy luôn á. Cá này cũng là được. Giờ thì kiếm cá thế này là hiếm lắm á. Cái khu này không là ba con rồi các bạn, hai con này. Ba con cá rồi luôn ơi. Lâu. Xuống dưới đi lâu. Trời ơi. Xuống dưới đi. Rồi còn cây nữa các bạn, còn cây nữa không có thì hết rồi. Rồi sáng ngày thì có một con các bạn, thì còn 4 cân nữa, 6 cân nữa nghĩ chắc không có đâu. Cá này ít quá. Năm rồi lúc này mùa này cắm là cá đêm có 2 cái cá các bạn, chừng 20 con câu á. Mấy năm nay cá ít quá. Cho kéo côn cũng không có mà. Đây đây đang đang con đang con. Ủa, cá bự. Ủa, cá nó chìm chìm xuống. Đen con mà. Cá xém bự chứ phải bự nè. Cá xém bự. Câu này qua anh cấm đỡ nè, xém gãi cấm đỡ. Hai cái. Cái này dặn câu chắc có bà, cho mùa trùng á, chắc dính cá này cá kia, cá rô, cá trê. Còn này cắm câu mà chạy thì chỉ dính cá lóc không à. Rồi còn 4 cần nữa các bạn. 4 cần nó không có là coi như xong được hai con, thì hôm 53 con tới 5 con. Chưa được ký cá. Nói chung là bạn hết mồi các bạn ra ngoài cắm câu cũng được kiếm mồi ăn được. Thank you.
thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp ủy đảng với mặt trận đoàn thể các cấp, công khai chất lượng hợp do ban giữa thường trực cấp ủy với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư vấn, đẩy mạnh công tác câu đó rất lớn kìa, có là nó giật lên rồi. Chuyến rồi mình cắm cái bạo này dính cá quá trời, năm nay có thể chắc nước giờ còn rong, chắc cỡ tầm nửa tháng mình cắm được. Lô lô không đi theo rồi, cây cầu này thấy đứng chận là biết không dính cá rồi các bạn. Thằng kia cũng cây cái đứng chận luôn, hai cây, thằng kia còn hai cây nữa xong. Còn con nào nó không rồi, hết rồi các bạn. Hết rồi thì tạo tạm biệt các bạn nha. Còn hai cần này, hai cần này đứng chừng nó không có niệt niệt xuống là coi như xong. Bạn lại thấy câu phải ướt. Cái câu nó phải ướt mới có cá các bạn. Con cá này ngồi thả lại. Thôi đây đen con cá nhỏ xíu rồi các bạn, cá là giống mới đẻ ngày qua kia. Rồi cá tràng nữa chứ không phải, cá này cá tràng các bạn. Thì cá này nó ăn cá chạy cá sống nên nó dính là đúng rồi. Cá này thì không miệt cần câu nổi rồi. Cá này văn thì từ xưa mà văn mà sắc dính lắm các bạn. Nó ăn cá chạy á. Rồi giờ mình đi về các bạn. Lu ơi. Lu 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 lu. Lu 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 lu. Về lu. Các tài khoản Zalo gồm Nguyễn Văn Tài, Tài Nguyễn, Trường MB tham gia các hội nhóm trời đăng bài với nội dung quảng cáo sai sự thật, hỗ trợ khách hàng mở thẻ tín dụng nhân rộng, chỉ cần căn cước công dân mà không cần chứng minh thu nhập, kể cả khách hàng thuộc nhóm nợ xấu, nhằm thu hút những người đang khó khăn về tài chính có nhu cầu mở thẻ tín dụng. Sau khi những người này liên lạc, Quân Cường giả danh là cộng tác viên của ngân hàng quân đội MB Bank yêu cầu khách chụp gửi ảnh căn cước công dân
tỉnh Trung Dương để làm thẻ với chi phí 500.000 đồng đến 1 triệu đồng và số tiền 5% của hạn mức thẻ tín dụng. Nếu khách đồng ý, Quân sẽ dùng máy dập thẻ, dập thông tin họ tên cùng số thẻ giả lên phôi thẻ tín dụng MBBank và chụp ảnh gửi cho khách xem. Chính khách tương tự là đã làm được thẻ tín dụng. Lúc này